Nói về vấn đề vai vế nhá. Ờ. Thì ông này chỉ là con. Mày nói cái gì? Ai là con mày? Con của ông bà ngoại tôi. À đúng rồi. Ông bà ngoại đó là đẻ ra tôi đấy. Đấy. Mà đối với tôi ấy, ông này chỉ là em. Hả? Mày hơi bị hỗn rồi đấy nha. Mày bảo ai là em mày? Cậu buồn cười. Mày bảo ai là em con mày? Con nói chưa xong cậu cứ nhảy vào mồm con thế nhở? Thế mày bảo ai là em mày? Thế cậu không phải là em của mẹ con à? Đúng. Nó có lý đấy ạ. Không phải có lý mà đúng. Tức là mẹ tôi là chị của ông này. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đấy, nghe nó vẻ dây dưa lằng nhằng thế thôi. Nhưng mà thật ra tôi với ông này không có họ. Tao mất dậy đây. Mày gọi tao là cậu mà mày lại bảo không có họ à? Thế cậu là họ gì? Tao họ Nguyễn. Thế con họ gì? Mày họ Trần. Thế liên quan gì đến nhau mà... Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Nhớ điếu như nhớ môi em. Cái gì ấy nhỉ? Nhớ điếu như nhớ môi em. À, nhớ điên, nhớ đảo, nhớ rên, hừ hừ. Thơ nó phải thế chứ thì. Gì đấy? Khách đến khám bệnh này hả? Ừ. Ngồi đi để hút nốt điếu thuốc lào. Ui dồi cậu. Cậu, ai cho mày ngồi trên đây? Cậu, à đây con ngồi để con tiêm thuốc lào cho cậu hút ạ. Mày vớ va vớ vẩn. Tao có hút thuốc lào đâu mà mày tiêm cho tao hả? À thế ạ. Mày ngồi trên đấy nhớ họ tưởng mày là chủ tao là khách thì sao? À vâng, thật ra con nhìn con giống chủ. Mày vớ va vớ vẩn. Cậu ngồi uống nước. Thế là mới quá trưa mà cậu đã dậy rồi. Tao có ngủ đâu mà dậy. Vào trong kia tao nằm mộng nghe kèn thôi. Nằm trong đấy là tao học sách chữ nho, học sách thuốc chứ không phải tao ngủ đâu. À thế ạ. Này. Dạ. Cái miếng giấy hồng mà cậu vuông vuông cái này này, cậu cắt thì mày để đâu rồi mang ra đây cho cậu. Cái gì, cái miếng giấy mà vuông vuông đấy ạ? À? Đúng rồi. À, con hóa rồi cậu. Cái gì? Con hóa rồi. Mày hóa? Vâng. Ôi trời, cái thằng điên này. Mày có biết cái tờ giấy đấy là tờ gì không? Thì con tưởng là tổ lễ xong thì con hóa luôn hộ cậu rồi. Ôi giời ơi, đấy là cái lá sớ đạo bùa. Để tao yểm vào đấy thì tao mới chữa bệnh cho khách được. Thế tao đã lễ đâu mà mày hóa. Cậu có nói đâu mà con biết, con cứ tưởng là cậu lễ rồi thì con nhanh tay nhanh chân con hóa hộ cậu. Cậu chả thưởng con thì thôi, cậu mắng con. Này, từ giờ trở đi nhá, tôi nói cho anh biết nhá, anh làm cái gì anh phải hỏi tôi nghe chưa. Anh mà tự động rồi có ngày anh biết tay tôi đấy. À thế, cậu cho con hỏi cậu à? Ừ. Cậu ơi, thế con hỏi luôn nhá. Thế thì cái tờ giấy hồng hồng đấy với cái bùa thì cái nào nó quan trọng hơn ạ? Thì cái giấy màu hồng ấy thì nó là sớ. Vâng. Còn một cái kia nó là bùa. Vâng. Thì hai cái nó đều quan trọng. Không, ý con nói là biết là hai cái quan trọng nhưng mà cái nào nó quan trọng hơn? Thì cái lá bùa nó phải hơn chứ. À. Bùa nó còn chữa bệnh mà. À thế ạ. Ừ. Ở đây thì cậu nói thế thì con biết, con rút kinh nghiệm là sao không đốt đấy. Này. Dạ. Cái tập thơ thiền của cậu con có biết chỗ nào không nhỉ? Tao viết xong không biết là tao để đâu mà tao cứ lú. Thơ thiền? Ừ. Nó là thiên thờ à cậu? Không phải. Thơ thiền tức là lúc mà tao vừa đi ngủ vừa làm thơ, nó gọi là thơ thiền đấy. Cái tập vàng vàng đấy. À, cái tập giấy mà cậu ngồi viết linh ta linh tinh xong vứt đầy nhà đấy gì? Đấy. Con phải nhắc nhở cậu. Là sao? Ăn ở là bẩn thỉu lộn xộn lắm đấy. Mày! Cái đống giấy đấy là con lại còn phải xếp gọn ghẽ tỉ mỉ vào, gọn gàng lắm rồi đấy. Xếp vào rồi á? Ôi trời! Thằng này nhá, mày vậy là từ ngày lên trên này với cậu là mày sáng suốt ra đấy. À, chuyện! Kiểu gì cũng học được cái tính cách của cậu, cái sự gọn gàng. Cháu của cậu! Này, thế anh mang ra đây cho cậu ấy. Mang cái gì? Mang cái tập mà giấy mà anh xếp gọn gàng đấy, có chữ của tôi, anh mang ra đây tôi nữa. Thì con xếp gọn gàng rồi, con cho vào xót xác rồi. Mày xếp gọn gàng. Vâng. Sau đó mày cho vào thùng rác. Vâng. Mày sao mày lại vứt thơ của tao đi? Khổ quá cậu ơi, con lại tưởng đấy là giấy lộn thì con vứt đi cho nó sạch nhà chứ cậu. Tao bảo đấy là thơ thiền chứ giấy lộn đâu. Cậu chả nói thì con làm sao con biết được. Quá thì... Cái thằng lôm côm này. Dạ. Bây giờ mày làm cái gì là mày phải hỏi tao nghe chưa? Mày mà không hỏi mày lấy cái gì mày vứt đi của tao, mày đừng có trách tao đấy. Vào trong nhà. Mang cái ví màu đâu ra đây. À, cái ví mà bị thủng lỗ chỗ đấy ạ? Đâu, có 2-3 nốt thôi chứ có gì mà nhiều. Vào mang ra đây cho cậu.
Nó thủng thế này còn dùng gì nữa, con vứt rồi. Mày lại vứt cái ví đi. Dạ vâng chị. Khổ quá thì con thấy ví tiền mà nó bị thủng rồi thì dùng gì nữa thì con vứt đi. Nhưng mà con biết trong đấy có cái gì không? Nó có gì ạ? Trong đấy nó có cái thư tình cuối mùa thu. Cậu viết thư rồi. Tao viết thư cho cô Mít. Cậu già cái đổ đốn. Giờ này cái thư cái tình. Moi ra đây, ông mang cái ví với cái thư ra đấy cho tôi. Quá nhưng mà cái ví đấy nó không có tiền nha, nên là con vứt rồi. Tôi không hỏi tiền mà tôi hỏi cái lá thư nằm ở trong cái ví ông mang ra đây. Đừng có dìm của tôi, vứt đi. Thế con hỏi cậu thế bây giờ cái ví với là cái thư thì cái nào nó quan trọng hơn? Thì đương nhiên cái thư nó quan trọng hơn rồi. Thế bây giờ cậu lạy con mang cái thư ra đây cho cậu. Thế nhưng mà tóm lại thật ra là con vứt rồi. Nên là con đấy chẳng có thư gì cả. Mày sinh ra vào cái giờ dọn dẹp à? Thế sao, tại sao nhà tao cái gì mày cũng vứt đi thế à? Thì cậu bảo con lên con giúp việc cho cậu, con dọn nhà dọn cửa thì con cứ thấy gì bừa bộn thì con vứt đi. Mày chỉ là cái thằng phá hại thôi. Mày thích thì mày giỏi bê ngay cái bể đá này mày vứt đi sao thật. Cái bể đá này con vác thế nào được mà cậu cứ chơi khó còn ấy. Mà con nói thật cậu nhé, từ ngày con lên con giúp cậu việc nhà nhé, con chả được cậu khen cậu thưởng cái gì. Cậu suốt ngày chửi bới mắng nhiếc con ấy. Con về quê còn sướng hơn ấy. Này ngồi xuống lại. Ai cho đứng đây hả? Tôi nói thật nhé, từ cái lúc anh lên trên này nhé, là nhà tôi nó lộn xộn hết cả lên nhá. Mọi ngày khách nó vào nườm nượp nhá. Ôi trời. Nhưng từ lúc có mặt anh cái là không có khách nào đến đây. Rồi, rồi con xin cậu cơ. Người nhà với nhau cậu đừng có bốc phét đấy. Từ cái ngày con lên đây ở với cậu chứ con chả thấy có ma nào đến đây khám bệnh nữa. Ai bảo mày như thế? Chứ còn gì nữa? Mày nhá, đừng có ra ngoài kia tuyên truyền. Mày mà lèo mép ra đấy nhá, mày tuyên truyền hoang hoang lấy tao vả cho mày gãy răng ấy. Cậu không phải vả con, cả làng cả xã này biết cậu được lăng băm. Có khách thật mày bảo ai là lăng băm? Hả? Mày là cháu tao chứ mày không phải là cháu tao. Hôm nay mày không còn cái răng nào đâu. Ngồi đây, ai cho đi về? Bao giờ mày hết hợp đồng mới được về? Hợp đồng nào ạ? Hợp đồng làm việc giữa cậu và mày. Con với cậu thì có cái hợp đồng nào? Con này đang ở quê con chăn trâu cắt cỏ thì cậu về cậu bắt con lên đây ra làm gì có cái hợp đồng nào? Bố mẹ mày phải nhờ tao mãi tao mới ký cái hợp đồng lao động với mày nhá. Mà cái hợp đồng không phải bằng văn bản giấy tờ, nhưng cậu với bố mẹ mày đã ký bằng nước bọt với nhau rồi. Nước bọt ạ? Ừ. Cậu ơi, thế bố mẹ mày với bố mẹ tao thì... Tôi hỏi cái gì? Bố mẹ mày với bố mẹ tao thì ai quan trọng vậy? Thôi, con xin cậu, con có ý kiến. Cái gì? Cậu ơi, nhà có khách. Con ra gọi vào nhé. À, trách nòng hưng với nòng lừa đi. Tôi tự nguyện tôi đi khám chứ có phải sao không? Đây, ngồi đây. Cái lối tôi sành sạch thôi, mấy khi nó bắt được à, quên mấy khi nó đón được khách. Ông buồn cười thật. Bệnh khó là khó thuốc tiên rồi. Rồi, ngồi đây, bệnh nhân đây đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, thế bây giờ... phải giới thiệu qua ông ấy như thế nào thì cậu mới biết cậu thăm khám với ông ấy được. À ừ đấy, thế thì đến bây giờ là trình bày luôn với cậu cháu tôi đi. Dạ vâng. Thế bệnh gì? Cho em được nói nó như thế nào để cho nó... Bây giờ muốn chúng tôi khám chữa cho ấy, thì phải cụ thể bệnh ra. Con ghi chép cụ dạ, thể vâng, nhá. Vâng. Ừ. Cái này là viết chữ quốc ngữ, không cần phải viết chữ Hán đâu. Cho phép em được xin nói cụ thể. Ừ. Dạ vâng, như thế này à. Tức dạ, là cái triệu chứng của mình đấy. Dạ vâng ạ. Để trình bày đi. Dạ, em kính thưa đốc to vườn rau. Cái gì vườn rau đấy? Vườn rau nào ở đây? Vườn rau gì đấy? Em thấy ngoài kia ghi biển là doctor vườn rau. Ôi, quá nhiều này. Thế ông không biết thế nào là ngoại ngữ à? Không biết thế nào là ngôn ngữ của nước ngoài à? Thế em thấy sao em đọc thế mà? Người đấy là ngôn ngữ quốc tế. Ừ. Tiếng Anh nó không có dấu, hiểu chưa? Đấy là tiếng Anh. Con nói tiếng Anh để cho ông ấy học. Còn đấy không phải là vườn rau. Đọc nó phải là vượng rau. Chứ không phải là vườn rau. Chả biết cái gì. Nhưng đầy đủ tiếng Anh đi. Nói mà đầy đủ, ông vừa nói là cái gì nhỉ? Thì ngoài ghi là doctor, doctor gì đấy. Chán thế nhỉ? Ông ngôn ngữ tiếng Anh của ông phát âm như thế là không được. Đây không phải là doctor, mà là doctor vượng dâu. Đấy là ngôn ngữ quốc tế. Đấy, là quốc tế, ông hiểu chưa? Vâng. Có biết doctor vượng dâu là gì không? À. Là con người chữa bệnh, con người có tài. Đó là người tài. Ừ, đấy. Thế tôi cho phép em được xin phép. À,
cái sừng hồ. À, được rồi, đầu cuối đấy, ông này đầu cuối. Con giới thiệu cho ông biết. Tức là hỏi về danh xưng đúng không? Dạ vâng, thế. Đây. Tức là cả về cái mối quan hệ đấy. Nói về vấn đề vai vế nhá. Ờ. Thì ông này chỉ là con. Mày nói cái gì? Ai là con mày? Con của ông bà ngoại tôi. À đúng rồi. Ông bà ngoại đó là đẻ ra tôi đấy. Ai biết đối với tôi ấy, ông này chỉ là em. Mày hơi bị hỗn rồi đây nha. Mày bảo ai là em mày? Cậu buồn cười. Mày bảo ai là em con mày? Con nói chưa xong cậu cứ nhảy vào mồm con thế nhở? Thế mày bảo ai là em mày? Thế cậu không phải là em của mẹ con à? Đúng. Nó có lý đấy ạ. Không phải có lý mà tức là mẹ tôi là chị của ông này. Đúng rồi. Mà đấy, nghe nó vẻ dây dưa lằng nhằng thế thôi, nhưng mà thật ra tôi với ông này không có họ. Dậy đây. Mày gọi tao là cậu mà mày lại bảo không có họ à? Thế cậu là họ gì? Tao họ Nguyễn. Thế con họ gì? Mày họ Trần. Thế liên quan gì đến nhau mà? Thằng này công nhận nó thông minh đấy. Nó mang theo họ bố nó thì có phải họ cùng với mình đâu. Nói chưa xong là cứ liền tha. Thôi. Mà thôi ông trình bày hiểu mối quan hệ cho phép em được nói. Rồi. Nói đi, nói trình bày. Mà này nói cụ thể nhá. Cụ thể bệnh tình. Em xin phép được cụ thể ạ. Cái việc đấy là tôi có thư ký rồi. Dạ vâng. Sẽ biên chép hết. Viết tay đàng hoàng đúng quá nhỉ. Không, em soạn thảo nhờ đánh máy. Rồi. Và em soạn thảo cả như một văn bản. Rồi, tốt. Thế hay đấy. Này, những con người văn minh này. Dạ vâng, nhìn là biết là có chữ. Em xin phép ạ. Ừ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thôi, cái đấy là bỏ qua. Mình vào cụ thể thôi. Ý chính ạ. Ừ, chứ có. Rồi. Kính thưa thầy Lang, Doctor Vượng Dâu. Cùng với cả thằng con cái nhà bà chị gọi ông cậu. Đấy là. Vai vế trong nhà. Biết nhá. Rồi không còn cứ gọi mình là y tá đi. Y tá. Kính thưa cả thằng y tá, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Em đã phải vượt qua 5-6-70 cây số đi bằng xe buýt, rồi bằng taxi, rồi xe ôm để đến được đây là một phải nói. Này, tôi bảo thế này. Trên buýt, xe taxi hay ông đi bộ mặc mẹ không? Tôi quan trọng nhất là bây giờ ông vào cụ thể. Ông có triệu chứng gì? Bệnh như thế nào? Lúc lấy vào nói kêu cụ thể để em phải trình bày. Cụ thể là em mới đọc có một tờ thôi. Em còn bao nhiêu trang? Thôi, ông này, ông cất ngay cái tờ này cho tôi nhá. Ông này không hiểu về cái y học. Ừ. Ý cậu cháu tôi muốn nói cụ thể là tôi muốn hỏi này, là ông có triệu chứng gì giả thử như có phải là ông bị là do đau đầu kinh niên hoặc là ông bị rối loạn tiêu hóa như là ăn uống mất vệ sinh, bệnh chứng bệnh dày hoặc là chứ ông không ngồi ông cầm cái tờ số để ông đọc đến 3 ngày à? Ý nói là nói em bệnh gì thì em nói luôn gì. Em nói đi. Em chả hiểu em làm sao nhỉ. Đi khám bệnh mà lại không biết mình bị triệu chứng gì à? Đùa cậu cháu tôi đấy. Không phải như thế này, để xin phép doc nghe cho em nói. Em cũng chả hiểu sao em có cái tính này. Mỗi lần mà em nói dài thì em quên hết tất cả. Đến bây giờ mà em ở đây mà em chả biết em bị làm gì nữa. Thế bây giờ nhớ ra thì tôi mới như biết được tôi khám được. Em nhớ rồi. Trời ơi. Đau bụng. Ôi trời ơi. Đau bụng ấy nè. Vâng. Cái này là một ấy, là cái triệu chứng của nó thường ấy, đau bụng ấy, là người ta hay bị đau đầu. Đúng không? Đau bụng theo kiểu như thế nào? Em mới đau từ lúc rạng sáng hôm nay thôi à? Không, nhưng mà ý là cái triệu chứng nó có rất nhiều kiểu đau bụng. Ờ. Mà ý ông phải nói cụ thể là đau bụng kiểu gì? Thế vậy con em con đau. Cậu. Nhìn cái mặt lão này là con nghĩ là đau kiểu đau của bị. Được chưa? Đến ngày chu kỳ. Tức là đau theo chu kỳ à? Đấy. Tức là cứ lặp đi lặp lại. Dạ vâng. Ừ, đúng chưa? Không phải. Em 5-6 năm nay em mới đau một lần. Đâu mà em phải chu kỳ đâu. 5-6 năm mới một lần. Thì đây là đau nó theo kiểu gì nhỉ? Bột phát. Bột phát à? Mà tên khoa học nó gọi là đau cấp tính. Cấp tính à? Đau cấp tính. Cứ được dồn một lúc à? Dạ vâng. À, đấy là cấp tính đấy nhá. Cái bệnh của ông ấy. Lúc nào đi cũng phải mang theo một cái bỉm. Và cứ đọc lại cho nó chắc nhá. Chứ không có nó vãi ra thì mệt đấy. Mà này. Thế, tóm lại là ăn uống hay như thế nào mà đau thế? Đúng rồi, ăn chắc chắn liên quan đến ăn rồi. Dạ, đúng vâng, không? Vâng. Thế là ăn bún ốc à? Hay là ăn bún đậu? Hay là ăn sữa chua với lại mắm tôm? Hay là ăn thịt chó với lại nước chè? Cho em trả lời luôn. Em là sáng nay em táng 3 bát bún ốc.
Thế xong xuôi em mang áo em lại chơi 4 cốc sữa bò, quánh đá vào. Em lại đi qua cái bờ hồ em lại chơi cái kem nữa. Thế bụng ông nó có phải là cái sọt rác đâu mà ông táng lẫn lộn thế thì nó đau bụng là phải chơi rồi. Chơi như là cái thùng nước gạo thế thì... Thôi, thế đây là nặng lắm rồi, ghi vào đấy. Nặng lắm rồi. Nó là một dạng ngộ độc thực phẩm đấy. Chính xác, nhưng mà cái trường hợp này là không phải một sớm một chiều đâu. Cái này nó phải từ từ. Tự chịu khó. Em không biết nào, nhưng mà cái trường hợp này là liệu có phải đại phẫu không? Dạ, cái đấy tính sau đi. Em biết thế nào đâu, em chỉ biết là em đau nó cứ là từ đâu sang tây. Được rồi. Đau từ nam ra bắc và nó mắc lên tai rồi nó dài xuống chân ấy. Dài xuống bụng là biết rồi. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ cậu bảo anh này, vào trong nhà. Anh mang cho cậu một cái chậu đồng sạch đây nhá. Một con dao sắt, một nắm muối và một phích nước nóng mang ra đây. Ôi cậu ơi, thế bây giờ không khám bệnh mà mình hãm tiết canh luôn à? Sao mà cứ làm thế đi, cứ hỏi tao nhiều làm gì chứ, tao lại đánh nó bây giờ. Vào nhanh lên. Đấy, tao còn bây giờ mời ông ngồi đây. Dạ vâng ạ. Thế phải nằm đây thì là cho nó đỡ đau, cứ nằm đây. Dạ vâng. Nằm đấy nhá. Tưởng gì chứ, đồ nghề này thì nhanh lắm. Rồi, nằm đấy đi. Ôi. Anh không ăn tiết canh đâu. Đấy, đấy. Điểm của ông. Nhanh thì cậu nấu tôi đi đánh chén thế này. Vâng, thôi hai bác cứ ăn đi em. Cậu ơi, cái nước này đủ chưa? Nóng chưa? Nóng rồi. Rồi. Này thế sang bên kia. Dạ. Kê lên đầu ông đấy cái gối điều hòa đấy con. Đây. Nào. Ôi. Kê cao lên. Các bác chỉ đau quá, cứ để em nằm này được rồi ạ. Nằm ngửa ra. Thế bây giờ thế này con nhá. Dạ. Nước nóng chưa? Nước sôi đấy cậu. Sôi đấy. Vâng. Thế bây giờ thế này. Lấy tay bịt mồm ông ấy vào. Nhưng mà sao phải bịt mồm mà cậu? Bịt vào để đỡ mất vệ sinh. Hiểu chưa? Khổ quá, đừng có để ra. Tâm thẳng ra đây. Thế bây giờ thế này. Cậu ấy là cậu sẽ dùng con dao này. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Cậu phải khám cho ông cụ thể. Dạ. Mà rạch rồi. Bây giờ con bịt mồm xong cậu chơi ngay con dao này giữa lồng ngực ông ấy. Dạ. Nha. Dạ. Im nào. Thì cậu mới biết được nội tạng, lục phủ ngũ tạng ông làm sao. Cậu ơi, thế bây giờ là mổ phanh luôn à? Mổ tươi à? Tươi là tươi thế nào? Mổ thì mình phải có chuyên môn, mình phải gây mê chứ này. Mổ tươi để người ta chết à? Mất máu mà đi à? Thuốc mê đâu? Ở dưới chân mày kia. Có mỗi cái búa thôi. Cái đấy là dụng cụ y tế. Tức là mình gây mê bằng búa. Đúng rồi. Trời ơi. Tức là bây giờ thế này. Con hiểu ý cậu rồi. Tức là bây giờ con cứ phang thẳng. Ôi. Cái này có chuyên môn, mày dở hơi à? Mày chơi quả này vào là ông ấy đi luôn đấy. Cái này phải có chuyên nghiệp đấy nhá. Khi mà cậu hô 1, 2, 3, con lấy cái đầu nhọn kia con táng vào bên thái dương không ấy. Dạ vâng. Thế nhưng mà khi con táng từ từ, không được làm cái này phải phối hợp nhịp nhàng. Dạ. Khi con táng một phát mà mắt ông vẫn mở ra thì con lật gáy lên táng vào đầu sau gáy này 3 phát nhá. Nhưng mà táng vừa độ nhá. Con cảm giác rằng một số dây thần kinh nó liệt mà mặt ông mới đơ là ổn. Và còn nếu mà táng mà bọt mép xèo ra là tao với mày học. Cái này nó là nghề. Nhưng cái này phải phối hợp. Dạ. Khi con táng phát thì cậu cầm con dao này phịch luôn. Cậu phịch luôn vào giữa kìa. Và phịch giữa bụng ra. Rồi. Okay, okay. Sau đó mình phủ khăn trắng này nào. Nằm im lên này. 1, 2. Rồi. Em xin thầy. Em khỏi rồi. Sao đấy? Em khỏi rồi. Đây, chưa gì đâu. Khỏi hẳn thật mà. Khỏi thật chưa? Khỏi thật chưa? Đúng khỏi thật không? Khỏi thật. Này. Em hết rồi. Không đau nữa. Này. Tôi bảo. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Bây giờ tôi bảo thế này. Dạ. Bây giờ ấy. Ông vào đi chữa bệnh đúng không? Dạ vâng. Cậu cháu tôi là thầy. Dạ. Thế mà chúng tôi chưa gì ông khỏi. Thế ra ngoài kia, ông lại đau lên. Ông lại bảo chúng tôi là không có uy tín. Anh không. Em hứa, em không đau. Dù thế nào em cũng không nói cái gì về thầy ạ. Nhưng mà khỏi thật chưa? Em khỏi thật. Khỏi thật. Đa tạ thầy ạ. Xin cảm ơn. Khoan. Đi đâu đấy? Đi đâu? Khỏi đi về. Không. Ngồi lại đã. Thế đây. Vào đây. Yeah. Gặp thầy gặp thợ. Chữa cho khỏi bệnh rồi. Yeah. Thế là cứ định như thế là về không đấy. Khỏi về xin phép. Thế không thanh toán viện phí à? Ở đây. Nhưng mà em đã mua thuốc mua thang gì đâu mà thanh toán à? Thế thì không còn bảo cái gì. Cậu để con. Này. Ông bước vào cái nhà này nhá. Tất cả các cây cỏ hoa lá đây nó đều là thuốc chứ còn sao nữa, nó đều là thảo dược nhá.
ông hít vào tức là ông khỏi bệnh đấy, chứ không phải là tự nhiên mà ông khỏi đâu. Ông vào đây ấy là cậu cháu tôi chữa ông theo cái diện gọi là vật lý trị xạ. Đúng không? Trị liệu. Trị liệu à? Thôi, em hiểu ra. Đấy. Ô, thế cho phép em hỏi là thế cái tiền hít của em là bao nhiêu ạ? Ông này ở xã bên. Dạ. Mình lấy rẻ thôi con nhá. À, tức là cũng gần làng gần xã đúng không ạ? Đúng rồi, tôi lấy tình cảm hữu nghị nhá. Dạ vâng. Thế là con lấy thấp. Dạ vâng. Thế rồi. Đấy. Chỗ như là hàng xóm láng giềng nhá. Tao ghi vào. Thế quá cái gì nhá. Đã bảo rồi. Chưa có nơi nào như thế này. Em nói thật. Ngang bằng như thế này em sẽ nói với cả bà con. Ừ. Đến đây là ủng hộ hai tay. Ừ. Thế em xin phép em về ạ. Cái gì đấy? Hả? 20. Cái tiền này để ông không đủ mua cái băng bịt mồm cho ông à? 200 chưa? Gì? 200. 200. Chứ còn gì nữa? Em hít có một tí mà sao mà lấy đắt đấy. Thế khỏi bệnh chưa? Khỏi chưa? Hả? Em khỏi rồi. 200 mà cũng kêu ca. Nhá, thôi tôi về đi. Lần sau nếu mà có bệnh thì lại cứ đến nhá. Dạ vâng ạ. Gặp thầy cậu tôi là đúng người đúng việc. Về nhá. Nhớ ai hỏi gì bảo gặp thầy má tay đó. Dạ vâng ạ. Nhớ tuyên truyền hộ cái nhá. Thế nào đi đứng tử tế thế nào, khỏi chưa? Khỏi rồi đi mạnh dạn. Vâng, em khỏi rồi. Khỏe lại thẳng người lên mà đi. Thẳng người lên đi sao nào? Đem thẳng rồi ạ. Đấy, trông đi nó khỏe khoắn hơn hẳn. Cậu ơi, kiếm tiền dễ rồi. Dễ không? Tao bảo rồi, mẹ mày đưa mày lên trên này học cậu. Dạ. Là mẹ mày biết hết rồi. Kiếm tiền nha. Với một buổi sáng đây có 220. Vâng. Mà nếu như một ngày mình nhân lên 10 lần là có 2,2 triệu. Dạ vâng. Rồi là 100 ngày, 1,000 ngày. À, cậu ơi, khoan, thế thì cậu cho con tí lộc được không? Cho cái tờ nhỏ nhỏ này. Mày, tháng này tao trừ lương đấy. Dạ. Dọn dẹp. Chưa có khách. Anh Dr. Lang. Mít chào cây. Mít chào hoa. Mít chào mít. Mít chào. Dạ. Cháu chào cô Mít ạ. À. Mít chào đỏ. Dạ. Cô cái gì mà cô? Dạ. Thế Lang có nhà không? Dạ cậu cháu không có nhà, cậu vừa đi đâu ạ? Cháu cái gì mà cháu? Dạ cô ơi, thế cô là hàng anh em, cô là bạn gái của cậu cháu thì cháu phải gọi cô là cô. Nhưng mà Lan có nhà đâu. Thế bây giờ cháu phải gọi cô là gì? Cũng không gọi là gì. Không, ý cháu hỏi là cháu gọi cô là gì? Không, đã bảo không gọi là gì. Cô xinh mà cô ngu à? Ý cháu là xưng hô với cô như thế nào cho nó tiện. Thì mít tên là Mít thì cứ gọi là Mít ơi. Mít ơi à? Ừ. Thế xón xưng hô tên với Mít nhá. Ừ. Thế Mít vào ngồi uống nước đi. Đây, mời Mít ngồi đây uống nước, đợi một lát là cậu về luôn đấy. Thế mới ở quê lên à? À dạ vâng ạ. À. Lại vâng? À ừ. Thế ở quê có vất vả không? Ôi giời, nói chung là vất vả lắm. Suốt ngày là nặn đất với đóng gạch thôi. Nhưng mà vẫn sướng chán so với ở trên này. Tại sao? Ôi giời, lên đây cậu bảo là cậu truyền nghề cho. Ừ. Thế mà có truyền nghề được tí nào đâu. Ừ. Suốt ngày bắt lao động quần quật từ sáng đến tối. Ừ. Đã thế lại còn nhịn ăn, còn đánh đập mình. Đây này thâm hết cả vai đây này. Nhưng mà đây là vai Mít mà. Đây. Thâm hết cả vai đây này. Lan dã man nhỉ? Ừ, dã man lắm ấy. Ừ, nhưng mà Mít ơi. Ôi. Hết chỗ rồi này. Nói chung ấy là nhiều khi xón chỉ ước là... Xón ước gì? Ước là xón được ra đâu đấy. Xón được ra đâu đấy? Mà nhiều khi thấy khó lắm. Bởi vì là cái ước mơ của xón ấy. Ừ. Là được đến một cái nơi thật là yên tĩnh này. Thật là lãng mạn. Ừ. Mà quan trọng nhất là phải có người đi cùng với xón cơ. Ồ, thế xón cùng thì ngại lắm nhỉ? Thế là Mít không thích đi với xón à? Không, ý của Mít không phải như thế. À, xón này. Ơi. Ở đầu làng nhá, có một quán karaoke mới mở. Hay cực. Hay là
Mít đưa Xón đi giải tỏa tâm lý nhá. Tổng tỉ á? Nhưng mà cậu mà biết được cậu chặt chân đấy. Sợ gì? Sao cứ để ta đàn áp mãi thế được? Đi. Ừ, thế nhưng Mít mà... đưa Xón đi. Mũi Mít. Cậu ơi, ơi, mày đừng gọi nữa, ta đang nghi thơ mày cứ gọi làm gì? Mũi Mít thơm như mùa xuân. Cậu ơi, ta đã bảo rồi đừng gọi nữa. Tao đang làm thơ mày cứ gọi. Đừng gọi nhá. Cậu ơi. Ôi cái thằng này. Tao đã bảo đừng gọi, tao đang làm thơ mà. Mày cứ cắt xét cái nguồn cảm xúc của cậu là thế nào nhá. Cậu chưa cài cúc áo kia. Tao cài rồi làm sao mà giờ. Gì kìa. Tao giờ làm sao tao hay quên thế đấy. Hôm qua tắm thì tao lại quên bố mặc quần. Khách đến tao lao ra tiếp nó thì tự tao hấp diêm. Tiếp qua thì. Đây này này này. Mày xem cái bài thơ này của cậu coi. Thơ. Ừ, thơ này. Mày mày có thích thơ không? Ừ, cậu cái mày... khoản thơ phú là con khoái lắm đấy. Thế này mày sở trường với cậu rồi. Này này, thế là anh có gen đấy nhá. Dạ. Có gen ở nhà mình kìa này. Cậu là cậu thích thơ từ bé cơ. Dạ. Này, nghe kể nhá. Dạ. Là ngày xưa là bà ngoại mày mang thai cậu đấy. Dạ. Thế là đi qua cái chỗ nhà ông thầy đồ. Dạ. Ngã vào nghiên mực phát là tao mê thơ từ kéo là con có gen đấy. Mày có gen đúng không? Bây giờ cậu đọc cái bài thơ này. Dạ. Anh thử xem có hay hay dở nhá. Vâng. Cậu bằng chắc thế nào nhá. Cậu cứ đọc đây con thẩm nhá. À. Thơm như muối mít mùa xuân. Như mùi bún đầu mắm tôm đầu làng. Quá. Thấy em anh rất ngỡ ngàng. Ui giời. Nhìn em anh thấy rộn ràng. Nửa đêm anh muốn rộn ràng hát ca. Quá hay. Hay không? Thơ cậu là toàn cái vần àng. Ừ. Cái vần này là khó lắm. Nó chơi chữ rất hay. Chơi chữ hay không? Dạ. Cái đấy là khó đấy nha. Dạ, vâng, trong cái lối cổ đấy. Cái luật đấy là luật bằng chắc là hơi khó. Ừ, đấy. Cái đấy là không phải ai anh làm được đâu. Nó là cái thể thất ngôn bắt cú đường luật đấy. Không phải. Cái thể này nó chỉ là thể đường luật thôi. Đường luật anh có biết là thế nào không? Là cái loại thơ nói về luật đi đường. Con lại cứ tưởng là vừa đi đường vừa làm thơ. Anh thấy cái bài thơ này nó tuyệt vời như thế thì tôi cũng cảm ơn anh. Anh là một cái người biết nhận xét, biết am hiểu về thơ ca họ Vẻ. Thế à, bây giờ thế này nhá. Thích cái gì cứ hỏi đi, cậu trả lời riêng ngày hôm nay xông xanh luôn. Con không thích hỏi. Thế cậu cho mày hỏi cơ mà. Nhưng mà con không thích hỏi sao cậu cứ bắt con hỏi thế nhỉ? Mọi ngày mày thích hỏi cậu lắm cơ mà sao này. Nhưng mà bây giờ con không thích hỏi. Thằng này mày bị dở à? Thế cậu lại bắt con hỏi là như thế nào? Tức là cậu thích mày, bây giờ cậu chiều anh thích hỏi gì cũng được, sau đó cậu nhờ anh một việc. Đấy, còn biết ngay mày. Bảo sao tự nhiên lại dễ dãi thế? Bây giờ này nhá, dạ. Cậu nhờ anh mang cái bài thơ này đến cho cô Mít, người yêu cậu có được không? Mang cái bài thơ này sang nhà cô Mít ấy. Ừ. Ôi thôi, còn ngại lắm. Có cái gì mà ngại, mang cái bài thơ này giống như mình chuyển thư tay ngày xưa. Thôi, còn ngại chết đi được ấy. Cái thằng Thâm. Chả có gì mà ngại à, mày giúp được cậu fan này nhá, mày thích gì cậu chiều luôn. Bây giờ con mà chuyển cái bài thơ này cho cô Mít, cô lại tưởng con sáng tác cái bài này thì còn ngại lắm. Mày không biết làm thơ đâu mà mày sáng tác. Thế thì chính vì là con không biết làm thơ mới sợ chứ đấy. Mày không biết làm thơ mà mày bảo chết. Cậu không hiểu à, rõ ràng là con không biết làm thơ. Ừ. Cô Mít cô biết điều đấy. Ừ. Thế mà bây giờ tự nhiên con lại mang cái bài thơ này qua nhà cô ấy, cô lại tưởng con sáng tác. Mà con thì không thể sáng tác cái bài thơ nó thối như thế này được. Đúng rồi, công nhận. Mày xỏ lá tao đi à? Mày bảo thơ ai là khắm thối hả? Mày bảo thơ tao thối à? Là không, anh đi ngồi. Vơ vẩn. Chẳng qua tao đưa cái mắm tôm vào để tao nói về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thôi. À dạ, dạ. Chứ không phải là cái chuyện với cái nhìn cái nghe chứ cái mắm tôm mà mày chê thơ thối đâu. Hôm qua mày đi đâu? Tao tìm mày cả ngày hôm qua không thấy đâu đấy nha. Con đi đâu đâu? Cả ngày hôm qua tôi tìm, tôi gọi mãi như gọi đò mà có thấy anh ở nhà đâu. À. Ừ, hôm qua là con ra đầu cổng con hút thuốc lào. Này đừng có nói điêu nhá. Nhà không lắp camera nhưng mà cậu là cậu đứng ở cổng canh mày xem mày đi hướng nào về. Mày có ở cổng nhà mình đâu mà mày bảo mày hút thuốc lào ngay cổng. À, con ngồi ở cổng làng bên cơ mà. Mày cứ đi kia đi thuyền đi. Lúc nào đi đâu phải hỏi cậu. Mẹ bố mẹ mày gửi lên trên này không phải đơn giản đâu. Dạ vâng ạ. Đây cái bài thơ đấy ấy. Dạ. Cậu hỏi thật. Dạ. Đây là chỗ người nhà nhá. Nói từ đáy lòng con là cái bài thơ của cậu ấy thì theo con cảm nhận nó thế nào? À tức là cậu muốn hỏi con và con trả lời một cách thật lòng đúng không ạ? Càng thật lòng càng tốt. Tức là nói chuyện một cách khách quan chứ không phải. Càng khách quan càng tuyệt vời. Đã, nếu mà cậu cho phép thì con xin phép nói thật. Ừ nói đi. Là xét về cái góc độ nam học nhá. Ờ. Thì cái bài thơ này nói là quá hay.
Tao biết ngay mà này. Tao biết là lúc nãy mày chỉ nói trêu thôi, còn thơ cậu hay cậu biết mà. Vừa ngồi ăn thịt chó mà vừa ngâm bài thơ này thì đúng là nhất. Cái thằng này thương à? Mày đúng là cháu cậu đấy nha. Đúng ý của cậu. Thơ phú văn chương là thường đi với này đối ẩm đối chịu, đúng không? Cái bài thơ này mà ăn thịt chó mà đọc thì có mặt tuyệt vời, đúng không? Ý con không phải thế. Mà ý con là cái bài thơ này của cậu ấy, à, nó khắm như mùi mắm tôm ấy, à. Cho nên là mình ăn thịt chó là mình không cần chấm mắm tôm nữa, chỉ việc vừa ăn vừa đọc cái bài thơ này thôi. Mày lại xỏ lá tao lần thứ hai đấy à? Hả? Dạ không. Mày xỏ lá ai? Cậu đừng có đánh cậu vi phạm hợp đồng đấy. Tao vi phạm hợp đồng gì? Hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động? Ừ. À ừ, được rồi. Tao không đánh mày để khỏi trừ lương. để con tao gọi nhá. Đây. Vào đây. Chào cậu, cho tôi gặp bác sĩ Lang thôi. Cứ vào đây mới gặp Lang này. Cậu ơi. Em chào bác sĩ Lang ạ. Chào em. Ui giời. Đến đây để khám bệnh đúng không? Dạ vâng ạ. Nhìn khỏe thế này nè, chả biết khám về cái gì nhỉ? Dạ, thưa bác sĩ Lang, chả là em có bầu, em chữa. Thế nhưng mà em muốn là con em sẽ sinh vào đúng là cắm kim 12 giờ đêm giao thừa. Thế cho nên là em muốn nhờ thầy kê đơn bốc thuốc giúp em ạ, để em đẻ đúng vào cái giờ đấy ạ. 12 giờ đêm giao thừa. Vâng. Đúng 12 giờ à? Đúng 12 giờ. Thế là nó giống cái bài hát là 12 giờ chung đất nước chung chèo ra 12. À ừ, đi cô đang nói là cô muốn đẻ đúng vào 12 giờ. Đấy, chị có chữa đúng không? Dạ vâng, em có chữa ạ. Có chữa tức là có thai đấy. Vâng. Mà có thai tức là có bầu đấy. Có đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì vấn đề nó ở chỗ đấy. Thế thì tôi phải khám cho chị tôi mới biết được. Đấy, bây giờ tôi phải kiểm tra, tôi ghi vào y bạ. Thế nó phải cụ thể thì tôi mới bắt bệnh cho chị được. Úi dồi, y học cổ truyền mà cũng cần phải có y bạ, sao hoành tráng thế ạ? Thưa anh. Đi khám bệnh không ghi vào y bạ thì nhớ có cái trường hợp như chị đến thì tôi lấy cái hồ sơ đâu ra để tôi chữa cho chị hả? Để có chữa đúng không? Dạ vâng ạ. Được rồi, bây giờ tôi phải test chị một vài điều để tôi ghi cho nó cụ thể. Dạ. Nhớ ghi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Ôi ôi, nhìn như kiểu là siết thú ấy nhỉ. Gầy đồ đúng không, có chữa khác. Dạ. À, thế à, tôi mới hỏi chị là tại sao chị lại chữa. Rồi, bẩn thầy. Có chồng thì phải chữa với chồng chứ là sao mà chữa? Ghi vào, có chồng thì chữa với chồng. Rồi, chữa với chồng. Tất nhiên là có chồng thì chữa thì hỏi ngu thế. Này, mày nói cái gì đấy? À, không, ý con bảo là chị ghi vào đầy đủ nhá. Vâng. Thế bây giờ tôi hỏi tiếp này. Dạ. Thế tại sao lại chữa? Cái lý do của chị tại sao lại chữa? À, cái lý do nó là thế này. À. Bởi vì là bọn con hay thức muộn, ừ, xem phim khuya. Xem xong quá giờ ấy, chẳng ngủ được, rảnh rỗi sinh nông nổi, đâm ra là ấy thôi. Ấy thôi, ghi vào. Ấy thôi, lý do ấy thôi. Lý do là xem phim muộn nên là ấy thôi. Xem tiếp này. Thế cái chuyện đấy thì tôi biết rồi. Thế nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo là kiểu nó như thế nào? Cái gọi là cái, nó gọi cái gì nhỉ? Cái nội dung. Cái kiểu ấy, cái nội cái, tức là cái kiểu cách cái nội dung ấy nó là như nào? Cái kiểu thì đấy, nói chung là các cụ để lại là cứ theo cổ truyền của các cụ mà làm. Cổ truyền theo đúng như ngày xưa. Đơn giản ấy mà. Vâng. Cổ truyền. Ấy theo phương pháp cổ truyền. Cổ truyền đấy nhá, chứ không ghi theo kiểu hiện đại là tao lại bốc bệnh kiểu khác. Dạ, đúng chưa? Vâng, đúng là cổ truyền đấy ạ. Vâng. Thế bây giờ hỏi tiếp này. Vâng. Thời gian bao lâu? Phải nói thì thầy mới biết được. Thôi thì bình quân thì thực ra là 120 phút chưa kể chép đề. Ghi vào đi, 120 phút không kể chép đề. Cái này là chém đây này. Làm sao thầy? 20 phút là cùng thôi, đây xem phim suốt rồi. À, cứ ghi vào. Đưa cái sổ đấy cho thầy. Mày ra mày phải dùng cả khoa học. Vừa rồi là tôi mới ghi. Ghi nó là y học không? Vâng. Bây giờ dùng khoa học là con phải đo. Để xem là cái thân thể, cái body của chị ta. Để biết xem là cái số đo của chị cộng lại thì chị sẽ sinh vào ngày nào, tháng nào, giờ nào. Cậu ơi, nhìn cái bà chị này như là cối đá lỗ thì đo cái điểm gì? Nhà mình làm gì có thuốc? Mình là dùng cái phương pháp y học cổ truyền
thì mình cứ đo ước lượng thôi. Ước lượng à? Ừ, ước lượng bằng tay. Đúng rồi, ước lượng. Rồi, rồi, rồi. Đấy, mày đo cũng đi. Khám bệnh mà cũng đo cái như là thi vê hậu ấy nhỉ? Nếu anh không đo thì làm sao biết được cái sức khỏe của chị để mà bốc thuốc. Đúng rồi. Thế thì có cần phải phanh chỗ nào ra không ạ? Thôi, thôi. Cứ đậy nguyên thế nhá. Mình là dùng cái phương pháp cổ truyền cơ mà. Cậu ghi nhá. Cậu ghi đầy đủ. Rồi. Vòng 1 bao nhiêu? 80. Này này con ơi, nhìn bà to thế kia mày có bị nhầm không đây? Đần độn thêm. Xong chưa? 80 cm chứ. 80 cm. Rồi 80 cm. Rồi, vòng 2. Lít 2 là bao nhiêu? Tức là mét 2 đấy. Mày, cái này không tính theo mét. Cái này phải đơn vị, nó phải có cái tí toán học vào đấy. À, tức là mình phải chơi theo kiểu đo lường cái gì? Ừ, đo lường. À, thế nó là 1200 mm. Mở qua, tức là 120 cm. Rồi. Xong chưa? Vòng 3. Vòng 3. Chắc 1 lít. Chắc 1 lít là bao nhiêu? Tức là 1 mét đấy. Mày hâm à? Làm gì có cái mông là vuông. Mày phải đọc đúng theo cái tỷ lệ đo lường trong thông ước quốc tế. Tức là 1000 mm. 1000 mm. Rồi. Tức là 100 cm. Cậu thích ghi nào ghi. Rồi. Xong chưa? Thế còn là chiều cao tổng thể. Là chiều cao nữa à? Đo chiều cao đi để cậu ghi vào. Thế bây giờ đo từ chân lên đến háng hay là nhào hay lên đầu luôn? Mày đo thì mày phải đo là từ chân đến đầu. Tức là đo theo kiểu full option ý. À rồi ok. Full option. Rồi. Đấy, nhá. Bao nhiêu? 1m6. 1m6. Đấy, thế tổng cộng vào đây nhá. Chia trừ. Ơi trời ơi. Phải căn bậc 2 rồi lũy thừa 3 nữa cơ mà. Ừ được, căn bậc 2 lũy thừa 3 nó ra bao nhiêu? Cậu phải tính chứ sao con biết được. Tôi tí theo cổng sổ xong nhá. Đây là tôi nhìn trên cái số liệu này này là tôi biết ngay chị sẽ không bao giờ đẻ được đúng giao thừa đâu. Mà cái số đo này tôi biết là chị sẽ đẻ trước giao thừa rất nhiều ngày. Dạ vâng, chính vì thế mà em đến đây em nhờ thầy kê đơn bốc thuốc làm sao mà cho em đẻ cắm kim đúng 12 giờ đêm giao thừa ạ. Cái 12 giờ, đúng không? Vâng. Khi tiếng chuông giao thừa con phát, đúng không? Là nó phòi ra luôn. Đầu con của chị lòi ra, đúng không? Đấy, nghĩ chị thế. Cái đấy là nó đòi hỏi. À, cái đấy phải có cái thuốc hãm. Thầy hãm, như cái đấy này này con chị sẽ xa trước rồi. Dạ vâng. Phải hãm, phải đưa cái gói thuốc chứ đây. Để cho uống luôn. Dạ, cho uống luôn. Những cái gói nào nó đẹp phải mang ra đây. Đây, cầm cái chén này. Nước để đấy. Vâng. Giờ ra đưa cho chị uống. Dạ vâng. Uống luôn à thầy? Uống luôn vào. Ôi, thầy cao tay thế. Bây giờ chậm 1 phút thôi là con chị đẻ chứ vào ngày khác. Phải uống nhanh không? Uống thuốc hãm mà thầy. Chứ còn theo. Không đợi các đứa tôi đưa cho uống mà từ rằm sang mùng 1. Rồi đây tôi cho luôn là mồm cho này. Đấy, uống ngay uống. Uống xem thế nào. Uống nhanh không nó phọt ra bây giờ. Uống phát là đảm bảo 12 giờ mới đẻ con. 12 giờ đến 30. Cả nhà chỉ việc vào viện để bé em bé về thôi. Ngồi đây. Ai ơi. Ai rồi? Ôi sao đấy? Ngồi đây. Ai? Ôi sao đấy? Ai rồi? Làm sao? Ai sao ơi? Đây? Thầy ơi sao lại đau thế này nhỉ? À, không. Thương hãn nó thế. Ngồi đây. Đau. Ai ơi, ôi trời. Cậu sao nhỉ? Ai rồi? Ai ơi, không bình tĩnh được, em đau quá. Dạ? Mày lấy thuốc nào? Đây, con lấy cái thuốc ở mâm đây này. Ôi, chết chết tôi rồi, tao bảo mâm ở trong nhà. Ôi, chết mâm này là mâm thuốc sổ. Ai ơi! Mình cho uống vào là con bà lòi ra. Ai ơi, đừng. Lấy tay bịt vào. Được. Con vào, con lấy thuốc khác nhá. Mày lấy thuốc khác đi, ngả. Ôi, trời ơi! Ôi, trời ơi! Đây, ngả. Ôi, trời ơi, không thể chịu được nữa, đau quá. Con ơi, con ngủ. Ôi, trời ơi! Ôi trời ơi, tôi rát khô lắm khô. Ôi trời ơi, tôi bắt quả tang rồi nhá. Anh lừa tình tôi. Không phải, Mít ơi, không phải, Mít hiểu nhầm rồi. Không phải. Ôi, anh còn cái gì nữa, trai trên gái dưới, còn cái gì? Này, Mít hiểu nhầm rồi. Mà cũng không phải là trai trên gái dưới. Cô này cô nằm đè lên tôi, tức là trai dưới gái trên, không phải là trai trên gái dưới. Thế thì không phải là anh lừa tình tôi à? Anh xin Mít. Ôi rồi ơi. Không phải thế. Mít hiểu cho anh, đây là bệnh nhân. Anh bệnh nhân gì mà nằm đè lên nhau ở nhà anh thế này? Không, cô đau quá, cái đỡ vội thôi mà. Anh xin Mít. Tôi không muốn nói gì với anh nữa.
Mít. Trả lại anh yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau anh ăn tràn đầy. Tôi không có gì để nói với anh nữa. Mít, Mít ơi. Trả lại cho anh những năm học trò, những khi hẹn hò ngày ta có đôi. Mít ơi, em hiểu lầm anh rồi. Mít ơi, Mít ơi. Trên này mày giúp cậu làm, mày lên mày học nghề hay là mày ngủ hả? Cậu xem làm gì có ai đâu mà làm với chả giúp. Vàng tanh vẫn ngắt. Mày cứ vớ vẩn là tao đuổi mày về nhà ngay ấy nhá. Đang nghề thì tao đang bực mình kìa này. Mà này, làm sao mấy lần này không có khách đến là thế nào vậy? Hay là có khi nào mà họ mải đi sắm Tết, mải chơi bời quá mà không chịu ốm không? Ủa, hả? Thế không ốm là tốt hay xấu à? Không ốm ý, thì tốt là tốt với người ta, nhưng xấu là xấu với cậu cháu mình. Bây giờ ốm thì cậu cháu mình mới có bệnh nhân để chữa, mà có bệnh nhân để chữa thì cậu cháu mình mới có Comacit, mới có tiền. Thế không có người chữa thì nên cậu cháu mình làm thầy lang hoang à? Thế hoang là tốt hay xấu à cậu? Mày. Hết mày hỏi cái nọ đến cái kia, mày hỏi nhiều quá. Tao bảo lên đây là để học hỏi cậu. Thì con suốt ngày con học, thì bây giờ con phải hỏi nữa cho thành học hỏi chứ. Mày lại lý luận rồi đấy. Mày cứ lý luận đấy là tao đuổi mày về ấy nhá. Lý luận là tốt hay xấu hả cậu? Lý luận là tốt, nhưng mà tùy từng cái mình lý luận thôi. Cái nào mình cũng lý luận thì làm sao người ta trả lời được. Thế mà cũng không hiểu nữa. Đây, nè. Lúc mà chưa có khách thế này, cậu dạy mày nhá. Dạ. Lát nữa mà khách đến thì người ta nhìn vào cái cách cậu cháu mình làm là họ tưởng là cậu cháu mình giỏi về la nghi. Thế tao mới để mày cứ giả kheo đi, giả kheo đi. Giả kheo nhá. Thế xong rồi cậu mới lấy lá bùa. Cái lá bùa của cậu đâu, mày có biết không? Lá bùa như thế nào? Cái lá bùa mà cái lá bùa mà cậu cắt cái hình nhân ấy, giống người ấy. À, cái lá mà cắt hình người đấy, đây này. Cái lá bùa mày nhét vào đấy nó ế tạp hết cả bùa ra. Con tưởng là cậu cắt cho con chơi. Mày to bằng này còn chơi gì cái lá bùa này. Đây này. Lát nữa có khách đến thì cậu phải giả vờ mày bị kheo. Cậu nhét cái lá bùa vào đây xong cậu đọc. Được chưa? Chưa theo cái kiểu tâm linh đấy. Thế là mày khỏi tay, mày duy thẳng ra. Thế họ mới tin tưởng là cậu cháu mình là la nghi thật. Thần y đại hiệp, hiểu chưa? Tao làm cái này là phải có lương tâm đấy, hiểu chưa? Dạ. Người ta mới tin được cái cậu cháu mình chứ. Người ta mới đến chữa chứ. Thế này, cậu ơi. Như thế thì nó gọi là lừa đảo rồi còn gì nữa. Mày nói lừa đảo thì ai còn đến chữa bệnh cậu cháu mày rồi. À, cái này không gọi là lừa đảo. Mà cái này người ta gọi là một cái phương pháp gì nhỉ? Nó tiếng nước ngoài nó gọi là cái gì nhỉ? Pơ rô. À, con hiểu rồi. Đấy, người ta gọi là một hình thức marketing mà. Ờ, đúng rồi. marketing. Tức là miễn làm sao mà tạo ra cái lòng tin cho khách hàng thì họ đã biết là mình giỏi hay dốt đâu. À. Mình cứ làm họ tin đã, đúng không? À, cậu cháu. Khứa cậu ơi. Nhớ nhá, khách đến là không được lộ ra cậu với mày là hai cậu cháu đâu nhá. Khéo đi. Ủa, cái gì đấy? Cờ lăng vượng dâu không? Tôi đi chứ còn ai nữa. Thế sao? Ôi, bà gạch bà đập tôi đi à? Tôi nhìn đấy,
nhà vượng, nhà ông đông khách lắm, tôi phải mang cả đi để xếp hàng. Ừ, nhà tôi đông lắm, bà không thấy lúc nào cũng chật chỗ à? Sao bây giờ vẫn nhỉ? À, khổ lắm, bà bỏ gạch xuống rồi nói chuyện. Từ sáng đến giờ này, kín hết khách, 500-700 khách. Tôi mệt quá, tôi phải đuổi về đấy. Hai cậu cháu từ sáng ăn cái gì? À quên, hai thầy trò là từ sáng ăn gì đâu. Đấy, bà nghe tin tôi đâu? Tôi người ta cho giấy đi này. À, tờ rơi gì? Đau quá. Tôi đang chưa bệnh cho bà bị làm sao? Đau răng quá. Đau răng á? Đau răng có cái gì đâu, tôi chữa cho khỏi hết. Yên tâm, đến gặp tôi là khỏi hết. Trong lẽ này nó bị làm sao? Thằng này nó bị nhẹ thôi. Nó là bị đau răng, gia đình phát hiện muộn quá. Thế nó di căn sang hai tay hai chân, nó di căn vào xương hết. Lạ nhỉ? Sao? Đau răng rồi di căn đến xương là thế nào? Bà này chả hiểu cái gì về gọi là y học cả. Cái răng ấy nó là cái bộ sừng. Mà bộ sừng thì nó liên quan đến xương. Xương nó cũng như là sừng rồi còn gì nữa. Ngà voi với lại cái xương voi hoài làm giả còn gì nữa. Hiểu chưa? Đây này, từ tôi kể cho. Thằng này ấy là lúc đầu là đưa đến là liệt cả hai tay hai chân rồi. Tôi chữa cho một phát là 3 ngày hôm nay là nó đỡ liệt 3 chân, à quên 2 chân với lại 1 tay. Đấy, bây giờ còn một cái tay kia đấy. Tôi chữa cho nó liệt, đỡ liệt xong tôi chữa cho bà. Thầy ơi, thầy chữa cho tôi đau răng giống đó thì tôi chết rồi. Ê, là thầy chữa cho bà ấy chứ. Đúng, thầy ơi. Bà vừa đến xong, nó đến đây 3 tháng rồi. Để tôi chữa cho nó rồi tôi mới chữa cho bà được chứ. Thầy giúp tôi. Tôi bắt tìm thầy, thầy giúp tôi thì tôi phải chữa trước của tôi. Thầy chữa trước của tôi này. Từ từ để tôi chữa cho nó. Chữa nốt cái tay này xong tôi chữa cho bà nhá. Thầy không phải, tôi chết à. Đây đừng dùng, tôi chữa cho nó. Đây, để tôi ốp cái bùa này tôi chữa cho. Đang chữa thì bà vào. Ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Thập bát trưởng. Đấy, nó rưỡi ra giật. Đấy, chờ đấy, tay nặng ở đây nha. Ba, Simala thập bát trưởng. Simala thập bát trưởng. Bò. Đứng lên. Thẳng người lên. Thẳng rồi. Vây tay, vây chân. Bà thầy chưa? Mua. Thay đồng phòng. Thầy ơi, con khỏe rồi. Con vào nhà con ngủ nhá. Con khỏi bệnh, con hạnh phúc quá. Thầy ơi, con chữa xong bệnh rồi. Thầy cho con sửa soạn quần áo về nhà. Rồi con sẽ bảo với bố mẹ con làm một cái lễ thật to mang sang để hậu tạ thầy. Được, thằng này được. Dạ. Mày thế là bệnh nhân là rất là có đạo đức đấy. Dạ. Con đi ra đây. Đi cẩn thận con nha. Thầy ơi, thầy mà chữa. Đi cẩn thận nha. Thầy ơi, thầy chữa cho em. Để em cũng mang một cái lễ thật to để hậu tạ thầy nhá. Bà nói ít thì tôi chữa, mà nói nhiều là tôi không chữa đâu. Nhưng mà thầy ơi, để em nói nốt đã. Bây giờ nói đi. Ở phố cho em có mấy người dạ rồi cứ bảo em là que mồm. Con phải chết cha mới đi. Nghe làm tức ở với em như thế đó thầy ạ. Bảo que mồm á? Que mồm. Hay. Hay. Ai, tôi thấy hay. Lần đầu tôi nghe từ què mồm. Thầy chả nói vừa nãy có khách mà từ răng mà xuống một người nữa thôi. À không, ý tôi nói là từ xưa nay tôi nghe què tay què chân nhiều rồi. Nhưng mà què mồm tôi thấy là rất sướng. Đấy. Thầy nhổ cho em cái răng này đi để em ăn Tết. Con em nó ở nước ngoài về, nó hôm nay nó năm nay ăn Tết rất là to mà em không được ăn thì em ức lắm thầy ạ. Bây giờ bình tĩnh thế này nhá. Thầy để em ngon nốt đã. Thì nói đi. Thầy ơi, bây giờ mà Tết mà gà quay này ngỗng luộc này rồi các thứ rồi thì đông này rồi giò thủ mà em không được ăn thì ức lắm thầy ơi. Bà nói vừa thôi. Bây giờ to béo thế này còn ăn cái gì nữa. Bà có biết là ăn nhiều ấy là bệnh tật là từ mồm đi vào, mà tai họa từ mồm đi ra. Bà to như thế này bà còn đòi ăn thịt gà cá gớ. Thế thì bệnh nó phải còn gì nữa. Thế hả thầy? Thầy ơi nhân tiện thầy chữa cho nhà em. Tai nhà em điếc lắm mà em mong thầy nhà em đến đây thầy chữa cho nhà em nhớ. Cái riêng về cái tai mũi họng ấy nó không phải chuyên khoa của tôi. Tôi chỉ chữa lại trí này, đau răng này, tét mắt này, đi tiểu tiện này, rồi là đi tước thì đến gặp tôi. Hoặc là những người nào sắp gấp ngoài thì gặp tôi. Bây giờ tôi chữa chồng bà đã bị điếc,
tôi không có chuyên môn, nhớ không may ông chết ra đấy, nhớ tôi chịu trách nhiệm à? Tốt! Ông đang mong nhờ ông chết! Trời, con mẹ này! Mẹ ông thích sự lắm! Từ cái buổi rồi mà cứ xỉu, em chả thích đâu đâu! Không được như thầy đâu! Thầy em còn thích được đâu! Trời ơi! Chữa bệnh. Bà như thế này là nước ngoài nó quy vào cái tội quấy rối thể dục đấy. Quý thầy. Quý nhưng không được sáng sớm thầy. Tại ông chưa quý. Không nói gì nữa để tôi chữa bệnh. Vâng ạ. Thầy ơi. Đến như liền tha liền thiền liền thoáng. Bây giờ bà cho tôi biết là bà bị đau răng đúng không? Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy làm gì đấy? Khổ quá, tôi chưa bệnh chứ tôi còn làm cái gì nữa. Nhưng mà sao thì chưa bệnh bằng dao à? Mồm em bé này mà thầy cho con dao to thế thì ông chịu thế nào? Há mồm ra. Bà đau chỗ nào thì tôi tống cái viên gạch nào vào cái kẽ răng đấy thì nó sẽ... Chưa làm gì mà đang ngất. May quá, chả phải tiêm thuốc mê. Cầm cái này nậy ra là được. Thế rồi dễ không ấy, chưa răng thì có cái gì không? Dậy đi. Dậy. Xong rồi à? Xong rồi. Không đau đúng không? Vâng, thế thầy nhổ cái răng nào ạ? Thì tôi nhổ cái răng hàng trên đấy. Chết rồi. Em đâu hàng dưới, thầy thì nhổ hàng trên của em rồi. Thầy nhổ nhầm rồi, thầy nhổ lại đi. Quay, đau hàm trên mà tôi nhổ hàm dưới à? Tôi nhổ hàm trên cơ mà. Được rồi, tôi nhổ rồi, kiểm soát. Được rồi. Nhưng mà thầy nhẹ thôi. Không, lần này tôi nhẹ hơn lần trước. Bà há mồm ra, banh mồm ra. Lại có cách để lấy cái răng này ra. Không biết con mẹ này nó là bên trái bên phải nhỉ? Nhổ vừa đi cho xong. Được rồi. Vượt lại. Dậy. Xong rồi. Ăn thịt gà được rồi. Thịt gà cá gỡ ăn được thoải mái rồi. Đây này. Cái răng của bà này chứ còn cái gì nữa. Đây này. Thì nhổ bên nào? Thì tôi nhổ bên tay trái. À, thì chết rồi. Em đâu bên phải thì sao thầy nhổ bên trái? Có thể thầy đấy. Thầy nhổ nhầm rồi. Cái bà này đi khám bệnh mà cũng không có chuyên môn. Bà không nói cho tôi là bên trái hay bên phải. Không nói là trên hay dưới mà, thì làm sao tôi biết được? Nhưng mà em đang nói chuyện dở, em quên mất là thầy nhổ của em là bất định thầy. Bà nói vừa thôi, nói thế làm sao mà bác sĩ chưa được. Thôi được rồi, bây giờ tạm thời như thế này nhá. Tôi có phương pháp rồi. Bà cứ tạm thời thế này nhá. Bà cứ ngậm cái này vào đây. Ngậm vào đấy, cho nó đỡ đau. Sau đó là tôi sẽ gọi cho đệ tử đi ra ngoài kia kìa. Mùa này đang mùa hanh, người ta đang sang cát thì biết đâu được là tôi nhặt được một số cái bộ răng xịn, hiểu chưa? Tôi sẽ ghép lại cho bà, đảm bà sẽ có bộ răng mê đi quằn quại đẹp hơn răng sứ nhiều. Đẹp lắm rồi thầy. Răng thật luôn gì? Thầy ơi, em đang xong bộ răng đẹp như thế thì thầy cho em đến đây làm nhân viên của thầy nhá. Đến làm nhân viên á? Vâng. Bà cũng mà đến làm mẹ nhân viên. Cả cái cơ quan của tôi nó hoành tráng như thế này, toàn cái người trẻ. Bà vào đây làm nhân viên được mà chết tôi à? Nhưng mà em mê thầy Tài. Đây là phượng dâu thầy Tài, thầy đẹp quá. Thầy... Đừng. Thầy phong độ làm em mê lắm. Đừng đợi tôi. Được rồi, bây giờ thế này đi. Khổ quá, tôi là bao giờ vậy, tôi rất là khó chịu khi gặp những bệnh nhân như bà. Nhưng vì là cùng hàng xóm láng giềng thì tôi nói thế này nhá. Bây giờ là cái việc tôi chữa cho bà đã ổn rồi. Thì... bà cho tôi xin tí cô bác sĩ. Nhưng mà thầy chữa cho em răng em vẫn còn đau. Răng đau? Thì tôi ghi ra cái tờ rơi quảng cáo rõ ràng là nhổ răng không đau. Có đúng không? Ừ nhỉ. Thì tôi nhổ cái răng nào không đau của bà tôi mới nhổ. Còn cái răng mà đau tôi không nhổ nữa. Tôi giữ nguyên cho bà còn gì nữa, đúng không? Có đúng không? Đúng. Thế hai răng là 1,5 triệu. Đấy, cho tôi xin. Vâng, em nhiều lắm. Đi cần về em khó nhá. Ừ. Nên này em thầy xem từ này. Cô ma xin đây đến này. Ừ. Đây bao nhiêu đây này đây. Đây. Ừ. Rồi. 1,5 triệu lắm. 1,5 triệu. Một. Đấy là chỗ quen đấy nhá. Đây. Ừ. Thầy ơi. Hả? Em yêu thầy lắm ý. Ôi, yêu thầy. Tôi là thầy lang. À, em mơ thầy giỏi thầy tài lắm ý. Được rồi bây giờ nhá. Ừ. Bây giờ thế này đi. Thế này tôi rất là nhiều bệnh nhân. Thế này bà cứ về đi. Xong hôm nào có việc gì lại sang tôi giúp cho. Thôi được rồi, đi về. Về ăn Tết được rồi đấy nhá.
đi về đi. Em về. Ừ, đi về. Mời em đến nhá. Ừ. Em không xưng rằng là em đến đấy. Ừ. Trời ơi. Ôi giời, khổ quá, đi về đi. Đúng không?